mình phải biết luật sư nào để mình quý phát để một người đó, còn không là để anh nhờ người đó rồi người khác người ta làm quái giờ có danh đúc lẹ. Thứ hai nữa là cái gì phải nói cho rõ ràng đã, anh thấy em lên nói rất là rõ ràng rồi. Nhưng quan trọng là cái này là chỉ có công an nó vào cuộc thôi, không có ai có đủ thẩm quyền. Anh nói cho là phải như biết vì yeah. anh làm việc nước anh biết, anh làm công an anh biết là bây giờ như vậy đó, cái gì phải đó trắng đen rồi. Bây giờ nó đã cái này nó đã đi xa rồi, nó đã làm lớn chuyện rồi, đã lên rồi tới cộng đồng rồi, nó rất là mệt mỏi. Nên bây giờ cái gì còn á, giữa khi mà công an nó làm việc thì mời giữa hai cả hai mẹ con á để thương lượng, còn những người nào làm sai phạm là phải xử lý ngay người đó thôi. Và gia đình mâu thuẫn thì cái đó là để mời lên là giữa hai mẹ con để là giải quyết. Dạ dạ, còn anh nói nãy giờ là những gì anh nói là em nghe rõ hiểu luôn. Đó đúng là nó là như vậy. Qua tối này anh đã gọi trực tiếp với bệnh viện rồi chứ thật rồi, tại vì anh cũng ở Tiền Giang đó chứ đâu, mà mẹ anh chủ tịch tỉnh nghỉ hưu rồi, nó muốn nó tiết lộ qua thôi. Ông nội cũng làm giám đốc sao ngang, trước anh cũng làm quan Tiền Giang, anh rút dịch trên này rồi. Dạ, dạ. Còn bốn cái nhà cái đó nên bây giờ là em phải nói cho thật rõ ràng là khi cái luật sư nào em phải tới đó, em kết Zalo qua cái số này của anh, số này 20 năm rồi là em mới nói rồi anh mới nói chuyện với luật sư đó là như thế nào. Rồi hoặc là bây giờ cái gì cũng đồng tiền nó đã phủ nhận hết, nhưng mà phải làm đúng nó lên tắt cộng đồng rồi chứ không còn ấy nữa, không có đi xa quá. Tại vì em thấy cả chị Hằng mà rất là khó khăn, đã nói phiên nhụ chị rất nhiều lần, nhưng mà thấy ông lên tắt cộng đồng ấy được là an ninh mạng nó đã vô cuộc liền. Công an nó đã đi rồi, ngày hôm mình có gọi được với mẹ mà anh gọi công an huyện dưới đó, công an huyện đang xác minh rồi đó, người ta đã cho công an xã rồi, công huyện nó đưa vô giờ người ta đang theo dõi rồi á, chứ không phải là không vô đâu. Đã lên rồi tại em cưng không biết á, nhưng mà là cưng có gì cứ nói bằng sự thật hết, nói cái gì phải cho chính chắn chứ không phải mà gặp mẹ mà hồi nói gì hồi. Còn cái việc đó là việc xử lý, là để tội ai thì phải nấy lãnh thôi, chứ còn không thể kéo dài mai mốt này nó sẽ kéo dài hoài rồi cưng sẽ khổ. Còn lớn rồi trên 18 tuổi không ai có quyền, tại vì bây giờ á cưng phải hiểu chỗ này, không có ai có quyền mà đưa một cái giấy mà các bệnh tâm thần nó phải chủ tịch nước chứ mua ra một lần ký đâu phải dễ đâu, cái giấy tâm thần đâu phải dẫn đâu, chứ không phải những ngày trước đâu. Bây giờ không hết đó. Bây giờ cuộc đời của em là nhờ mấy anh giúp đỡ, cho nên những gì em nói là em nói bằng tấm lòng của em, bằng sự thật á. Dạ đúng đúng. Còn cưng có gì đó, không khó khăn lấy cái số này, cứ là vào Sài Gòn này, anh ở trên anh còn rất là nhiều nhà, ở dưới còn bốn nhà ở Tiền Giang, không có ngại gì lên đây. Hoặc là ở dưới đó đi, có ai giờ tới đó còn lên đây, đố ai lên đây, tức là làm việc đợi ra tòa, tức là cái diễn phải tới công an. Cái vụ này là mơ là ra tòa luôn đó, chứ không phải là giận đó không, để được khởi tố đó. Tại vì trong bệnh viện nó có vi phạm thì thật, bởi vì đang theo dõi, tức là đang điều tra lại. Khi cái ngày đó mẹ em vô đã lên tới đó là ảnh hưởng tới bệnh viện luôn rồi đó. Là anh Trầm anh đang cho theo dõi là giám đốc sở y tế, với là nó đang bắt cua, là tại vì bé đã nói là ai đưa vô giật lúc rồi người bắt 5-6-4-5 người gì đó, đi xe 3 chỗ vô đó, rồi nó bắt vô đó chích cho một mũi. Ai chích hai mũi lận tâm thần không mà chích, có nghĩa là không cần biết. Nhưng mà dạ, công an vào cuộc công khai là cưng không có bệnh, không có giấy tâm thần, tại sao đưa vô, không có áp lực nào vậy, không có ai có thẩm quyền đó mà để làm cái gì dám làm chuyện đó hết. Cái người luật sư đó không làm bao nhiêu tiền anh sẽ cho tờ tiền đó làm, còn cưng khó khăn gì anh lo được, lo cả đời cũng được nữa, là một vòng đứa em một đứa con gì cũng được hết á. Cái tiền đó anh nói ông nhanh lên đây, tiền ngang tế anh tạo được mà. Bao nhiêu tao thử Sài Gòn này làm việc phải đúng chứ không có nói sai được, không có nói vào việc bây giờ không có tiền không nói nghe, nhưng mà làm đúng đã lên tắt cộng đồng rồi, lên cộng đồng mạng rồi là không phải nói vào là đồng tiền mà để lo được, nhưng mà lo cái đúng. Anh đã nói là con bé như vậy rồi, bé là bây giờ chờ công an vào cuộc. Cái thứ nhất, thứ hai là kết nối Zalo số này của anh, và rồi anh sẽ cho cái số điện thoại luật sư đó, là luật sư nào là để hứa đi giúp em, chứ không có kéo dài, phải quý phát cho một luật sư đi, tại vì bây giờ tất cả cái việc cũng ủy quyền cho luật sư hết, luật sư đó còn phải có đúng hay không. Phải, thứ hai nữa là có trong phòng luật sư hay không, mình không nghe ai hết tại bây giờ, tại vì điện thoại này là phải có ghi âm Zalo chứ không xài Facebook, không cần cái gì hết, chỉ cái nào phải được chính xác là mình nhờ đó là dạ. Bây giờ em có thể em nhờ phía luật sư bên anh giúp đỡ giúp giùm cho em được không anh? Được hết chứ, có việc đó chuyện nhỏ xíu thôi, có việc gì đâu, nhưng mà ngày mai ngày mốt gì nó sẽ mời một lát, tại anh đang lưu bu là sẽ gọi về công an huyện cái lại, không có xa lạ gì anh, cả giám đốc công an Tiền Giang luôn, rất là thân trong nhà, anh không muốn nói ra thôi, trong nhà anh hết á. Nhưng mà đã vào cuộc rồi nên á là tới công an nó mời, cưng cứ cũng lo cái gì cứ gọi trực tiếp cho anh sẽ đứng ra, anh sẽ nói chuyện, anh sẽ gọi trực tiếp công an huyện dưới một lát, anh sẽ nói chuyện sau. Còn á là luật sư, hỏi luật sư nào cứ phải biết hứa giúp, mà giúp là giúp như thế nào, phải biết luật sư đó chứ, rồi á cho số điện thoại đó là bao nhiêu tiền phí, chẳng hạn luật sư là không còn cầu cưa, anh sẽ cho tiền để làm như vậy, để làm là vụ án là anh sẽ quyết phát là bao nhiêu tiền để nói chuyện với người ta, là luật sư đã làm xong vụ án này như thế nào, hoặc là để đứng ra đỡ đầu là con bé này, tại vì anh rất là nhiều công việc đến đây,
anh rồi anh sẽ cho một nhà báo hoặc ở tại ở dưới Tiền Giang nó có rất nhiều báo, có hai báo pháp luật dưới đó nằm dưới đó, rất là dễ dàng thôi. Bây giờ nó nằm ngay ngay chỗ dưới nước, ngay chỗ mà nó dễ cái máu bắp áp bắt ở ngay dưới nước, bây giờ anh không có về được. Anh ở Sài Gòn này anh rất là nhiều công việc, chứ phải anh về được thì dưới anh sẽ anh nhờ công an với huyện đó để làm được hết trơn á. Nhưng mà cái này là công an em nói vậy chứ công an nó vào cuộc rồi. Công an huyện nó đang cho xã xác minh ra nhiều lần, rất là đã lên mạng hết, em đừng có lo. Chờ cái thằng mày em đi tới đâu em không khó khăn gì nhờ mấy anh, tiền bạc anh lo anh chuyển cho. Em phải kết Zalo số này với anh, bắt cái số là người số điện thoại rồi anh nói chuyện. Dạ. Dạ em nhờ anh giúp đỡ giùm cho em. Qua Tiền Giang á, mà một luật sư ngay cái Tiền Giang luôn. Không hỏi cái lại nha. Đó được luật sư đến đó mà lên tại thành phố Mỹ Tho Bình Đại hoặc là Quỹ Châu Thành đó cũng có nhiều phòng luật sư đó. Dạ nhờ dạ. Người ta một luật sư đi. Rồi anh đưa luật sư anh nói chuyện, bao nhiêu tiền ông phí để anh lo. Được cập cho anh nói chuyện là như vậy. Đó em yên tâm đi, không có gì phải sợ hết á. Còn em đừng phải lo, công an việc làm thì thiếu đầy ở đất Sài Gòn này mà nhà cửa có lông băng trong có chỗ ăn trở không, lên đây anh lo. Anh đừng có lần ngày cứ lên đây là ai muốn gì lên đây. Dạ. Em lớn rồi, em có thẻ căn cước đúng chưa? Dạ có. Đúng, có đi đâu cầm thẻ căn cước lên tranh, có đó là không có quyền riêng tư người ta. Còn cái việc mẹ em gia dượng tất cả chỗ cộng đồng ở xóm đó làm những gì thì đó được công an nó vào cuộc để luật sư nó làm một cái đơn, nó làm rất là bây giờ anh cũng đâu có thời gian ở dưới đó. Nó rất là tiện. Dạ, rồi em... vậy đi, rồi có gì em cứ tết số này cho anh, rồi có cho lô lại cái máy với anh đó, là lúc em rảnh đó, rồi anh sẽ nói chuyện với lại mấy anh YouTube, tại bây giờ anh chẳng còn đi công tác nữa. Dạ, giờ là anh tập đó. Dạ cái gì anh em nhờ anh giúp đỡ. Em cứ lên Sài Gòn là anh lo được hết, không cần phải lo tất cả đời luôn, không có ai dám ở đâu. Dạ. Em phải đợi gì đó gì là coi cho anh vợ, không cần phải ai lên đây. Còn mấy ở dưới đó được tốt thì ở mấy anh để ở giờ trước nhất là ở với mấy anh YouTube đó, giúp đỡ đi á. Anh cũng nắm lực hết trơn, anh cũng hiểu được một phần nào đó, nhưng vậy mà cái này anh... là công an nó vào cuộc. Tại cái này công an nó vào cuộc. Tại cuộc đời em giờ cũng khổ dữ lắm, giờ em nhờ mấy anh giúp đỡ giùm cho em. Đừng có nói cái việc đó là biết anh đã hiểu rồi, đã coi rất là rõ ràng, không cần phải nói gì đó, đây vậy là ok. Dạ. Nhưng mà bây giờ đợi công an nó vào cuộc đi, bây giờ khổ rồi em có cái quyền riêng tư, còn cha mẹ nếu tư mẹ em khổ làm gì nữa, lên đây anh lo anh nuôi. Em tự bản thân, em đừng có phải lo. Em muốn không có nhà cao cửa động thật sự, không có như khi em làm tỷ phú chuyện là bình thường. Em không phải lo cái việc đó. Thấy quá là tội nghiệp, quá đáng thương mà làm gì trời con người ta, con người chứ đâu phải là một con vật đâu mà. Làm người thì khó, nhưng mà là không có cha mẹ nằm mẹ mà tối nói chuyện anh rất lâu là nói một người mở một đường, nên bây giờ để công an nó vào cuộc. Dạ mà dạ. Phải có luật sư, phải có cái đơn của dạ, em mới được, chứ bây giờ em nói miệng không ai nghe, công an nó chỉ mời lên xác minh thôi. Dạ. Nó điều tra, nó chỉ ghi ra là biên bản thôi, chứ còn bây giờ phải có một luật sư. Hoặc là bên YouTube mượn một cái đơn rất rõ ràng là những gì em phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em dạ. Nói là không chịu sợ, phải sợ, còn cái việc gì em sẽ gọi cho anh. Vấn đề khó khăn bệnh bạ gì đó nên làm đi tới đâu rồi tiền bạc thì em sẽ nói anh. Dạ dạ. Em đã ngọt ngào đi rồi anh sẽ lo việc đó, em không phải lo gì hết á. Em khôn người đôi khi mà sau này học sòn đeo đỏ luôn. Thật sự không cần phải. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Em nói miệng không ai nghe. Dạ đời đúng rồi. Không, bây giờ trước kia em có thay sự thật là nó miệng không ai nghe, nói bằng giấy trắng mực đen hết. Dạ đúng cái rồi. Cái gì phải kiểm chứng hết á, em nói cái gì phải có kiểm chứng là như vậy đó. Nên bây giờ mình không nghe hết á, rồi cứ lấy cái số này nói anh mà Phong này là cho cái số của anh. Rồi á, rồi nhờ mấy anh Phong hay mấy anh ai em tâm gì đó là bây giờ nhờ luật sư đi. Nơi Tiền Giang á, hay Đồng Tháp cũng có đầy, Đồng Tháp có luật sư nữa, mượn bên Đồng Tháp. Rồi á, đưa anh nói chuyện, nếu mà người ta giúp đỡ không thì ok. Còn khó khăn gì tiền bạc thì bao nhiêu thì anh đưa anh nói chuyện. Dạ dạ, lo. Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm.